Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu với anh em một bộ dàn sự kiện rất là chất. Đó. Rất là chất anh em nhé. Bộ này lên tới 83 triệu anh em nhé, 83 triệu. Đó. Bộ này anh em đi chơi đám cưới hoặc chơi hội trường thì rất là ok. Rất là ok anh em nhé. Về phần máy thì anh em sẽ có một bản mixer LX Acoustic, con này máy hiệu L10 anh em nhé. Con mixer này bên em đang bán với giá là 6.500.000 đồng. Đó, rất là chất, anh em có thể chỉnh effect ở trên đây nhé. Đấy, con này chỉnh rất dễ thôi. Nó có rất chi là nhiều rất chi là nhiều chức năng cho anh em chỉnh nhé. Đó, rất chi là nhiều chức năng cho anh em chỉnh. Và tiếp theo là một bộ mic U898 25 mã. Bộ mic này của LX Acoustic. Anh em nhìn tay mic rất là chất nhá, cầm rất là đầm luôn. Đấy, mic này bắt rất là xa, tầm 200m ngoài, gần 200m anh em nhá. Đấy. Cho nên là anh em chơi sự kiện không phải suy nghĩ về sóng. Mic thì hát rất chi là bắt và ấm. Rất là đẹp anh em nhá, rất chuyên nghiệp. Bộ mic này bên em đang bán với giá là 6 triệu. Toàn hàng xịn hết. Đấy, toàn hàng chất hết anh em nhé. Và để kết nối thì em sẽ dùng một con quản lý nguồn P9. Tất cả thiết bị em cắm hết trên con quản lý nguồn này anh em nhé. Con quản lý nguồn này thì bên em đang bán với giá là 1.600.000 đồng. Con này nó có cái chức năng là lọc nguồn. Đấy, nó sẽ chống sôi cho anh em nhé. Đó. Và đặc biệt thì nó ở đây như anh em nhìn sẽ có một con code server. Đấy, một con code số DX480. Đấy, 4.8 ao. Con này có thể anh em có thể chia away hoặc là anh em chủ yếu là chơi full và cắt súp anh em nhé. Cắt súp trên con này nó rất là hay. Đó. Con này thì bên em đang bán với giá là 5.800.000 đồng. Đấy, 5.800.000 đồng con cốt này. 4.8 ao. Tiếp theo là một cục đẩy Glass D. Con này máy nhãn hiệu D4150. Rất là chất, siêu mỏng anh em nhé. Siêu mỏng. Cũng đồng bộ với LX Acoustic. Đây là một dòng đẩy 4 kênh. Đấy, mỗi kênh này cứ nó ra công suất là 1.500W. Đấy, 1.500W trên một kênh. Đấy, đây em đang đánh là đang đánh cặp này đánh dư luôn anh em nhé. Đấy, đánh dư luôn. Đấy. Cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 14.500.000 đồng. 14.500.000 đồng cục đẩy này nhé. Rất là chất lượng. Cả bộ dàn máy này nó rất nhẹ nhá, chỉ tầm gần 20 cân thôi. Đấy, tầm gần 20 cân một chút. Rất là nhẹ, rất là gọn gàng. Rất là đẹp. Đấy. Về phần loa thì như anh em nhìn thấy ạ. Ở đây thì em đang dùng một đang dùng hai cặp loa. Đấy, hai cặp ra đây. LA10. Con này rất chất anh em nhé. Bộ này rất là chất, anh em chơi sự kiện thì không phải suy nghĩ gì. Rất là xa. 14 triệu một cặp. Đấy, 14 triệu một cặp ba đây. 14 triệu một cặp ba đây anh em nhé. Nhìn rất là chất. Đấy. Ở đây nó đều có những cái mối lối cho anh em hết. Đấy, và tay lắm hết anh em nhé. Về phần loa súp thì ở đây em đang dùng hai con súp đơn 50. Đó. Rất là nhẹ nhàng, có tất cả
cả có cả bánh xe cho anh em chờ đợi luôn. Rất là thuận tiện nhá, rất thuận tiện. Súp hơi này thì bên em đang bán với giá là 20 triệu một cặp súp. 20 triệu một cặp súp cho anh em. Rất là chất lượng. Em là tổng bộ dàn này là 83 triệu anh em nhé, tầm gần 83 triệu. Rất là chất. Rồi, ok, em làm cái video ngắn. Anh em xem video thấy hay nhớ like và ủng hộ kênh. Bạn nào muốn mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.